Rồi xin chào các bác nha. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Hyundai Trường Chinh Sài Gòn. Đây là con xe rất hot trong thời gian vừa qua, Hyundai Tucson 2022, và phiên bản này là phiên bản được đặt hàng nhiều nhất, bản 1.6 Turbo. Thì phiên bản này nó có cái cấu hình là dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Thì trong 4 phiên bản chỉ có duy nhất phiên bản này mới được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đi kèm đó là động cơ 1.6 lít máy xăng tăng áp và hộp số liệp kép 7 cấp loại khô ha. Đây là hộp số liệp kép loại khô chứ không phải loại ướt như trên Santa Fe đâu các bác. Đây là con xe nó được sơn màu đen rất là đẹp. Nội thất sẽ là màu nâu, còn ngoại thất là màu đen rất là ngầu. Turbo thì số lượng hàng sản xuất ra khá là hạn chế. Tất cả các phiên bản đều sản xuất số lượng hạn chế lắm, bởi vì thiếu hụt cái nguồn linh kiện đó các bác. Rất nhiều khách hàng đã chờ đợi để nhận con xe này, để mua con xe này nhưng mà không có, hoặc nếu có thì mức giá sẽ rất là cao. Rất nhiều khách hàng cũng gọi điện đến hỏi tôi là có xe giao ngay không, có xe giao tháng 4, tháng 5 không. Thì đối với Tucson và Santa Fe, bên Hyundai Trường Chinh bây giờ không nhận xe để giao tháng 4, tháng 5 nữa. Xe tháng 4, tháng 5 nhà máy trả về chỉ đủ, chưa đủ, thậm chí là chưa đủ để trả cho những khách hàng đã đặt cọc trước đó nữa. Cho nên là bây giờ khách hàng đặt cọc sẽ phải nhận xe từ tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9. Thì bây giờ tôi sẽ quay cái video này để giới thiệu lại những cái thông số nổi bật trên cái phiên bản 1.6 Turbo này. Các bác tham khảo, các bác quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho tôi nha. Cái số tôi để trên tiêu đề. Bản này thì có mức giá niêm yết là 1.020.000. Tuy nhiên, cái mức giá bán ra thực tế cho các bác thì nó sẽ cao hơn giá này rất nhiều. Và các bác lưu ý là bây giờ các bác đặt bản 1.6 Turbo, thời điểm giao xe sẽ là tháng 6 trở đi. Tức là lúc đấy các bác không được giảm 50% lệ phí trước bạ nữa, sẽ là 100% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, cái mức giá nó vẫn sẽ cao, cao hơn cái mức giá đề xuất của nhà máy. Các bác quan tâm thật sự về cái phiên bản này thì các bác cứ alo trực tiếp cho tôi nha. Còn giá cả thì tôi sẽ không để trên đây, bởi vì giá cả nó khá là nhạy cảm và nó thay đổi liên tục theo từng ngày từng giờ luôn, chứ không phải là theo từng tuần nữa. Đây là một con có kết cấu unibody, khung gầm liền khối, một con crossover trong phân khúc hạng C. Đối thủ của nó là những con như là Mazda CX-5 hoặc là Peugeot 3008 đấy, hoặc là thậm chí luôn là Honda CR-V cũng được xếp là phân khúc của con xe này. Và đây là phiên bản 2022 rất mới. Bản này nó có một cái kích thước rất là lớn nhé. Chiều dài tổng thể, chiều dài trục cơ sở, chiều dài rộng cao là to nhất trong cái phân khúc này luôn. Cho nên là cái không gian bên trong xe rất là rộng rãi. Nó là một con xe mà có chiều dài trục cơ sở là 2m670. Tức là nó chỉ ngắn thua Santa Fe đúng 1cm thôi. Xe 5 chỗ nhưng mà rộng gần bằng một con xe 7 chỗ. Về mặt vận hành thì phiên bản 1.6 Turbo này chạy rất sướng các bác. Nó chạy nó rất khác biệt so với phiên bản 1.6 Turbo thế hệ trước đó, bởi vì nó được trang bị cái hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian hatchback và sử dụng động cơ mới, hộp số mới. Cho nên cảm giác lái trên cái con Tucson này rất là thích. Những khách hàng mà đến đây Trường Chinh được lái thử phiên bản 1.6 Turbo thì hầu hết là đều vào đặt cọc hết. Tuy nhiên là số lượng xe có hạn cho nên là không đủ để giao cho khách hàng thôi. Chứ nếu khách hàng đã được trải nghiệm lái thử con xe này thì khả năng chốt rất là cao. Nội thất sẽ là bọc da màu nâu hết nhé. Chỉ có phiên bản này được là da nâu thôi, còn các phiên bản thấp hơn thì nó sẽ là da màu đen. Da nâu nó làm cho cảm giác cái xe mà nó sang trọng hơn. Ở đây vải là bằng màu nâu này, trên này là nhựa mềm da vải, rất nhiều vật liệu kết hợp với nhau. Những đường viền này được làm bằng kim loại này. Phía sau này được làm tối màu ha. Nếu dán phim vô thì là rất là riêng tư luôn, chỉ có bên trong nhìn ra mới thấy thôi. Rộng cực kỳ luôn, hàng hai của con Tucson này ngồi rất là thích. Nếu mà mua con xe dành cho gia đình mà đưa ba mẹ, bạn gái hoặc là vợ mình, con mình ngồi phía sau hàng ghế này là cực kỳ tuyệt vời. Tuyệt vời hơn tất cả những con xe rất khác trong phân khúc đối với cái hàng ghế hai. Và có sẵn các cái tiện ích như là cửa gió điều hòa, cổng sạc điện thoại. Đây này ta có cửa sổ trời panorama. Chỉ có bản Turbo mới được trang bị cửa sổ trời panorama ha. Các phiên bản còn lại thì không có cửa sổ trời đâu. Loa thì trang bị hệ thống loa Bose, đi kèm là một cái amply rời và nó tích hợp luôn một cái chip có thể đọc được những cái âm thanh chất lượng cao, những cái file âm thanh chất lượng cao. Hãy nhìn bên hông, cái bộ mâm rất là ấn tượng với kích thước là 19 inch. Và nó có sẵn là cảm biến áp suất lốp luôn nhé. Cảm biến áp suất lốp nó sẽ báo trực tiếp lên trên màn hình táp lô.
gầm thì cao là 181mm. Còn gương chiếu hậu thì được thiết kế lại rất là đẹp, LED rất là sắc nét, có sẵn camera 360 nè. Trên này có cảnh báo đi mù nè. Viền chrome chạy trước ra sau, tạo một cái điểm nhấn nó vuốt, cái dạng mui bay á, vừa là khí động mạch mà vừa là đẹp nữa. Chỉ có bản này mới có cửa sổ trời và có cái thanh gia nóc này nè. Cái này là do chưa lột ra ha, chưa có vệ sinh. Đèn hậu LED, đó, đèn trước sau công nghệ LED hết. Kích thước nó rộng cho nên cốp nó cũng rộng. Hatchback nè, một là 4 bánh toàn thời gian đó. Cốp này là 582 lít. Hàng ghế này có thể gập xuống được, cần chở đồ thì gập nó xuống. Loa này các bác, mấy cổng này để các bác gắn những cái thiết bị, ví dụ như bơm á, bơm lốp á. Bánh xe cua 5 lốp giống nhau hết, rộng rãi cực kỳ luôn. Phía sau này được trang bị 4 cảm biến lùi ha, có sẵn camera lùi, cảm biến lùi. Còn gạt mưa thì nó nằm giấu ở trên này rồi. Đèn phanh trên cao, đây là đuôi lướt gió, anten vây cá đều được trang bị sẵn theo xe. Phía dưới này nè, phía trong này tháo ra chúng ta sẽ có hai cái radar phía sau nữa. Nó nằm trong cái gói Hyundai Smart Sense, nó điều khiển, nó hỗ trợ những cái tính năng an toàn cao cấp. Bốn cái cửa này nè, bốn cái kính đều là lên xuống một chạm nhé. Chúng ta có thể để nổ từ xa. Để nổ từ xa với khoảng cách từ 70 đến 80 mét vẫn có thể để nổ được. Tính năng này nó giúp cho mình rất là tiện lợi. Khi mà ở trong nhà mình, trước khi ra xe mình để nổ đi để nó làm mát không khí, nó lọc không khí đi. Và động cơ nó nổ lên, nó bôi trơn động cơ tốt hơn, tăng cái tuổi thọ động cơ nữa. Mặt trước này rất là ngầu ha. Lưới tản nhiệt được mạc chrome. Ở đây có sẵn một cái camera này, trong hệ thống camera 360. Phía dưới này ta có radar. Trên kính chắn gió có một camera nữa. Và kèm theo hai cái radar phía sau. Bốn món này nó nằm trong cái gói Hyundai Smart Sense. Đó là cái gói an toàn cao cấp mà được trang bị sẵn trên 3 phiên bản cao của Hyundai Tucson 2022. Tí nữa tôi sẽ liệt kê các cái tính năng trong cái gói Hyundai Smart Sense cho mọi người tham khảo. Ở đây là 5 bóng LED nè. Đây là bóng LED ban ngày, khi mà tắt đi á, thì nó sẽ trùng màu với cái lưới tản nhiệt này, nó tiệp cùng màu luôn. Đây là đèn xi nhan ha. Đèn pha cốt LED. Không có đèn sương mù ha, bởi vì đèn pha cốt nó đặt khá thấp rồi cho nên nó bỏ luôn cái đèn sương mù. Và có sẵn 4 cảm biến phía trước nữa. Cách âm của phiên bản này là rất tốt đó nha. Về phần cách âm thì Tucson 2022 nó cách âm tốt hơn thế hệ trước rất nhiều. Bởi vì nó sử dụng cái động cơ mới, nó nổ êm hơn và được gia cố thêm vật liệu cách âm xung quanh xe, dưới gầm xe, các cái cửa và khoang cách âm giữa khoang động cơ và khoang hành khách. Nó được cách âm làm thêm rất nhiều vật liệu cho nên cách âm nó tốt hơn thế hệ trước. Và nếu mà so với những con xe trong cùng phân khúc mà tôi đã trải nghiệm thì cách âm của con Tucson phiên bản 1.6 Turbo này vẫn rất là tốt. Để tôi mở cái khoang động cơ lên cho các bác xem. Đây là khoang động cơ ha, cái này chưa vệ sinh các bác thông cảm nhé, nó hơi bẩn chút xíu. Động cơ dung tích chỉ có 1.6 lít thôi, đi kèm là hệ thống tăng áp và đặt nằm ngang, bốn máy thẳng hàng. Ở đây nó có ghi chữ turbo nè các bác, GDI có nghĩa là phun xăng trực tiếp đó. Trên này thì có tấm cách âm cách nhiệt, máy đang nổ đấy, khá là êm. Bản này nó chạy mượt lắm, chạy nó sướng lắm, thích hơn thế hệ trước rất nhiều. Nên là khách hàng lên trải nghiệm phiên bản này hầu hết là đều hài lòng hết và đặt cọc. Chỉ tiếc là chúng tôi không có đủ xe để giao cho khách hàng thôi, bởi vì thiếu hụt linh kiện chứ không phải là nhà máy cố tình như vậy đâu các bác. Không có linh kiện, sale cũng không có để bán, tư vấn hàng không có xe để bán luôn. Ở bên trong nội thất thì được bọc da màu nâu hết, ghế lái, ghế phụ đều là chỉnh điện. Đi kèm đó là hệ thống làm mát ghế và sấy ghế. Có nhớ ghế lái hai vị trí nữa nè. Vô lăng thiết kế mới. Hai màn hình này rất là đẹp ha, đều là màn hình rất là sắc nét. Con này có 4 chế độ lái ha. Mình có thể chuyển các chế độ lái trên này. Nó có hệ thống giám sát điểm mù nè. Đánh xi nhan bên nào thì nó sẽ hiện lên trên này luôn.
Đó, còn vô lăng chắc chắn là trợ lực điện, có lại chuyển số đầy đủ nè. Có các tính năng ví dụ như giữ làn đường. Đây là tính năng mà ga tự động thích ứng có sẵn trên con này luôn. Nhưng mà nó không có HUD trên này nha. Vẫn có đèn pha thích ứng, giữ làn đường, cảnh báo lịch làn đường, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, cảnh báo lùi khi có phương tiện cắt ngang. Đó, camera 360. Rất rất nhiều thứ. Đây, camera 360 đây. Màn hình trang bị sẵn theo xe ha. Có sẵn bản đồ tiếng Việt nè. Có các kết nối như là Apple CarPlay, Android Auto. Khởi động bằng nút bấm. Gạt mưa và đèn đều là điều khiển tự động hết. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Cái màu trắng này là mình chưa lột ra hả? Nó là cái siêu đấy. Chúng ta có sạc không dây. Đây là các cái phím chức năng để điều khiển một vài tính năng khác trên xe. Đây là cần số dạng điện tử ha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái núm này mà chỉ có trên bản turbo, tức là khóa vi xe trung tâm, tại vì bản này nó dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Phanh tay điện tử auto hold. Chìa khóa có tính năng đề từ xa. Rất là đẹp. Này là bằng kim loại ha. Điều hòa từ trong các cái khe này nó thổi ra. Loa xung quanh xe hết nha. Phía trước này có loa này, các trụ A có, các cửa có, phía sau gốp có loa luôn. Cửa sổ trời toàn cảnh, panorama, gương chống chói điện tử. Đấy thì cái gói Hyundai Smart Sense thì tôi sẽ liệt kê cho các bác những công nghệ nằm trong cái gói này. Đây là một cái gói an toàn cao cấp. Ngoài những cái trang bị an toàn cơ bản, ví dụ như 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh, kiểm soát lực kéo, ổn định thân xe điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, camera lùi, cảm biến lùi, cam 360, các thứ, cảm biến áp suất lốp, thì nó còn có các cái tính năng như tôi liệt kê sau đây. Đèn pha thích ứng này, rồi giữ làn đường, cảnh báo lịch làn đường, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, cảnh báo lùi khi có phương tiện cắt ngang đó, rồi cảnh báo mở cửa. Đấy, rất là nhiều cái tính năng hay ho. Cái gói Hyundai Smart Sense này nó giống hệt như trên cái phiên bản Santa Fe, phiên bản cao cấp. Santa Fe có cái tính năng gì? Trên cái gói Hyundai Smart Sense thì Tucson có y như vậy. Chúng ta có cả giám sát điểm mù luôn, rất là an toàn. Tôi đã chia sẻ qua cho các bác về các cái thông số cơ bản và nổi bật trên con xe này. Nó không quá chi tiết đâu. Còn các bác nào mà cần tập trung phân tích vào một vài tính năng nào đấy, hoặc là các bác cần hiểu sâu về một cái gì đó trên cái xe này, thì các bác cứ alo trực tiếp cho tôi theo cái số trên tiêu đề nhé. Lúc đó tôi sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bác. Bởi vì đây là một con xe mà nó có rất nhiều tính năng thông minh. Tôi không thể nào liệt kê quá chi tiết, các bác xem nó sẽ nhàm chán. Tôi sẽ chấm dứt video tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi.